Bây giờ anh đang đặt bẫy bắt cua nè. Đó. Một đêm thu hoạch cao chút xíu à. Cái này là nghề luôn á. Ủa ông đi câu cá rồi anh? Câu cá nữa không? Về mà. Hôm nay chim nhiều chực luôn, đó mấy chim đen kìa, chắc là én á, yến gì á, cò cũng quá trời luôn, đó, bay ngập vườn luôn, ghê không? Có, hồi nãy em thấy có mà, ruộng bây giờ ta xả nước rồi, có nước. Cái nghề này bao mệt luôn. Làm vậy chứ tối đi gỡ đi theo dấu chân. Lâu lâu nó mới cắt một lần à. Sẽ đi theo nha. Ủa cái ngày bắt cua này là chừng tối anh làm vậy là tối đi gỡ đúng không? Rồi mấy giờ đi bán em quên rồi. Sáng nhớ sớm lắm. Hình như 3-4 giờ phải không ta? 4 giờ sáng. Rất là căng luôn. Bây giờ đi giặt bẫy. Bây giờ là 5 giờ giặt bẫy, khoảng 8-9 giờ gỡ, 4 giờ dậy bán. Bây giờ đang chọn điểm. Là phải chọn nước cỏ nước chảy ra. Ủa anh mới làm lại mấy ngày rồi à, bây giờ nước người ta xả ra nè. Phải chọn cái điểm đặt rất là phù hợp luôn, phải là thiên lý nè. Nước nó phải cao cao chút, phải có chỗ nước chảy nữa đó nha. Rồi, bây giờ anh sẽ đi gỡ cái mồi hôm qua đặt nè. Đó. Các bạn nhìn thấy có nhiều không, quá trời luôn đó. Một nồi luôn. Để em cầm phụ chứ. Đó. Quá trời luôn ha. Đó. Nhìn căng thiệt.
quá đã. Đó. Ồ, đã ghê luôn. Vừa cua vừa ếch vừa ốc. Đó, ba loại luôn. Bốn loại luôn, ghê. Nhiều đây là khoảng mấy trăm con á. Bán thì được chắc mấy chục thôi. Ủa bán cái đó khoảng nhiêu anh? Cua. Đó. Đó, quá trời luôn ha. Đó, nhiều ghê. Ô, đã. Đó, con ếch bự ghê. Ếch mấy lần em bắt được mà em không biết chế biến sao? Cắt đầu, lột da. Dạ. Tại có mấy loại cốc độc quá cô không dám ăn. Dạ. Đó. Anh bây giờ đang đi gỡ cá, gỡ ốc. Đó. Các bạn nhìn thấy nhiều không? Đó, quá trời luôn. Ốc nè. Cua nè. Đó, cá đó. Quá trời luôn ha. Đó. Nhiều. Đó. Và đây là cái nghề nha. Đó. Quá trời luôn ha. Ô đã. Số lượng cũng đông đông nè. Mấy con ốc này đem đi luộc lên đó, bỏ gừng bỏ sả vô quá ngon. Cá kho, ốc, cua đó. Quá trời luôn. Một buổi sáng ở đây rất là thơ mộng luôn à. Bây giờ là 7 giờ sáng. Đó, cánh đồng nhìn nó đẹp, thơ mộng. Nhìn một cánh đồng thơ mộng đó. Lúa lên rồi đó. Lúa. Mười con. Một lạng. Một lạng. À, bây giờ anh sẽ gom về đi bán. Yeah. Ủa giờ lố giờ rồi. Thường là đi bán lúc 4 giờ mà. Mai bán tiếp. Rồi. Rồi tạm biệt.